Rồi, chào tất cả anh em nha. Thì cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái tính năng mới trên cái máy Escan. Cái tính năng này để giúp cho anh em sẽ tiếp cận được chiếc khóa Smart Key là một, giúp cho anh em thuận lợi trong cái việc sửa chữa là hai nha. Thì tính năng này hiện tại là đã được vừa mới cập nhật ở đầu tháng 6 và được cập nhật thành công. Hiện tại cũng rất là nhiều bạn trong chờ giờ của tính năng này. Đó là cái tính năng mà anh em có thể làm chìa, hoặc là anh em có thể là renew trắng con ECM để nó khớp với mã ID. Đó thì mình sẽ đi sâu vô mình giới thiệu với anh em chi tiết về cái phần máy này nha. Đây hiện tại máy mình mới vừa về anh em. Máy của đầu tháng 6. Đó này thì mình cũng mới vừa cập nhật đây. Những anh em nào trước đó mình mua bản V2 á anh em thì nó sẽ là 4 củ rưỡi nha anh em. Còn cái bản V3 này thì anh em sẽ hiện tại là giá công ty á, là cái bản V3 cái để mà anh em làm smart key á là anh em sẽ thêm một củ 2 nữa. Nhưng mà hiện tại đang khuyến mãi còn một củ nha, là anh em mà mua luôn combo á là nó sẽ là 5 củ rưỡi. Còn với anh em nào mà đã mua máy rồi thì anh em có thể cập nhật từ xa nha, không cần phải gửi máy về. Đó, mình sẽ gửi cho anh em thêm một cái cáp nữa để anh em làm smart key. Đó. Thì như cái máy này để mình mới vừa kích xong nè, đã kích cái V3 này có làm smart key ISO nè. Thì mình sẽ trả đơn cho những anh em thợ đã đặt máy ở bên mình. Còn thì bây giờ thì mình sẽ đi sâu vô, mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em cái cách mà hoạt động nó như thế nào anh em. Thì video này thì mình sẽ giới thiệu về cái công dụng nha. Còn cái video sau thì mình sẽ tạo ban, mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn và cách hướng dẫn cho anh em làm. Và phần này thì ngày trước giờ có thể anh em ít gia chạm phát smart key thì anh em có thể là e về. Và mình lưu ý cho anh em á là cái tính năng này là chỉ áp dụng trên những cái xe smart key zin nha anh em, có nghĩa là nguyên bản xe đó có smart key chứ không phải là những xe mà lên smart key nha anh em. Tại vì cái tính năng này á là anh em chỉ cần kết nối qua cái jack car line này nè là anh em sẽ làm được, chứ không cần phải mẫu ESU hay là không cần phải mẫu ECM nha. Đó thì bây giờ thì mình sẽ đi vào trong cái tính năng chính đó nha anh em, mình giới thiệu cho anh em ha. Đây thì đầu tiên để mình đóng hết tất cả mọi thứ, anh em mở cái gì, mở cái bờ Bluetooth lên thôi. Rồi giờ mình sẽ vô trong app Escan nha anh em. Đây anh em xem nha. Rồi những cái phần mềm mà cũ anh em xài mà anh em mở lên không có thấy cái chữ mà smart key này thì anh em xóa app tải lại thì nó hiện nha. Còn anh em muốn xài thì mình bên công ty sẽ gửi mã kích hoạt, anh em sẽ có tốn phí nha anh em nhớ nha, phí nó là một củ 2 đó, khuyến mãi còn một củ á. Rồi bấm vô ECU nha anh em. Rồi ở đây nó sẽ có hai tính năng cho anh em nè. Một là xe bị mất chìa đó, nghĩa là anh em không mở khóa được, anh em không mình lúc này thì mình có thể là đọc cái mã ECMID để mà mình mua chìa mới mình đăng ký vô ha, là một đó. Tính năng thứ hai là tính năng này là hầu như là đang cực kỳ gọi là anh em thích nè, renew ECM làm trắng, có nghĩa là xe đó là đang bị hỏng ECM mà anh em muốn thay ECM khác cho khách, nhưng mà khách không có đủ tiền thay ECM mới, anh em muốn mua một con hàng tháo xe thì thường thường cái hàng tháo xe nó sẽ bị dính cái mã ID của cái khóa trước, anh em gắn vào anh em không đồng bộ được là nó sẽ không hoạt động được nha anh em. Đó cho nên là cái tính năng này là anh em gắn, chỉ cần gắn cái con IC cũ của xe khác gắn qua, anh em vô đây anh em bấm renew là nó sẽ xóa cái mã cũ và nó sẽ nhận lại cái mã ISO của cái khóa smart key hiện tại, hoặc ngược lại, có nghĩa là anh em có thể là hư cái mà bộ cái ISO này nó đang bị hư thì anh em có thể thay cái bộ ISO mới mà anh em mua vô mà anh em nó không đồng bộ được thì bấm vào trong đây thì nó sẽ đồng bộ giữa ECM và cái ISO mới cho anh em nha, không cần phải mẫu ISO hay mẫu ECM ra nha anh em. Còn tính năng này thì hiện tại là đang rất là gọi là cơ bản nhất và dễ làm nhất cho những anh em mới bắt đầu làm smart key. Anh em làm những bước cơ bản này xong, sau này những cái xe nào mà họ đã từng cần mẫu ISO á thì anh em sẽ tự tin hơn để anh em làm. Tại vì đương nhiên cái này là không làm hết tất cả 100% nha anh em, hiện tại đang áp dụng cho xe Honda và những cái khóa xe zin không dành cho những xe độ, nghĩa là xe khóa chìa lên khóa smart key là sẽ không làm được nha. Tại vì nó không có cái lớp bảo mật qua ECM. Chỉ những cái xe mà nhà sản xuất họ giống như là AB nè, Vision nè, SH nè, Li nè, đó hoặc là Winner á, những cái xe đó được tích hợp chung trong cái ECM ID thì anh em sẽ làm được nha. Chứ còn những xe mà anh em tự lên rồi thì lúc đó bắt buộc là phải mở ECM thì mới lấy cái ID được nha anh em. Đó. Đó thì anh em tham khảo cái tính năng này thì cái video sau mình sẽ tạo ban, mình sẽ mua ECM cũ rồi về mình tạo ban, mình sẽ quay clip cho anh em xem là cách hướng dẫn cho anh em cách để mà kết nối như thế nào, làm như nào. Nói chung rất là cực kỳ đơn giản nha anh em. Không có vấn đề gì rắc rối hết á. Cái gì cắm dắt là thôi. Cắm nhắc lên như thế này xong rồi sau đó là mình mở cái phần chỗ cái đối với xe Vario và Vision thì mình mở cái phía sau cái ổ khóa ra, mình kết nối con dây lại vô với nhau là mình sẽ làm được. Còn đối với những một dòng xe như là SH, AB, Benzit là mình chỉ cần cắm trực tiếp như thế này anh em là mình sẽ làm được luôn, không cần phải tháo áo hay gì hết anh em nha. Rồi
Ok, anh em có quan tâm này thì liên hệ với mình nha. Rồi clip sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết nha anh em. Rồi, tạm biệt anh em nha.